Từ loài côn trùng cho chí loài phượng cầm hạ thú đều không thể hiểu được Phật pháp. Chỉ có loài người mới có đủ ý thức, có trí tuệ hiểu được lời dạy cao siêu màu nhiệm của Đức Phật. Những lời dạy này nhằm giúp cho con người chấm dứt sự đau khổ, sanh già bệnh chết và thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Hiểu được lời dạy này rất khó, nghĩa là phải hiểu cho đúng, hiểu không được lệch lạc. Này quý thầy, thời nay chúng ta hiểu Phật pháp lệch lạc, phần nhiều tưởng giải giúp lời những lời dạy này nhằm giúp cho con người chấm dứt sự đau khổ, sanh già bệnh chết và thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Hiểu được lời dạy này rất khó, nghĩa là phải hiểu cho đúng, hiểu không được lệch lạc. Này quý thầy, thời nay chúng ta hiểu Phật pháp lệch lạc, phần nhiều tưởng giải giúp lời của Đức Phật, biến những lời dạy này thay vì là những pháp môn thực hành trở thành một lý thuyết khuôn để trở thành một môn học. Do thế chẳng có ai tu chứng quả A-la-hán và được hoàn toàn giải thoát chấm dứt tái sinh luân hồi. Suốt bao nhiêu thế kỷ nay, Phật giáo đã có bao nhiêu người theo tu hành? Thế mà chứng quả A-la-hán thì chẳng có ai. Bởi vậy được pháp còn khó hơn là ở chỗ này. Hiểu đúng thì hành mới đúng, hiểu đúng thì tu mới có giải thoát. Hiểu sai thì hành sai, hành sai thì rơi vào những tà giáo ngoại đạo. Cụ thể quý thầy đã thấy tu sĩ Phật giáo hiện giờ hành sai đến phá giới luật, sống đời như thế gian, mất hết phẩm hạnh, làm mất uy tín của Phật giáo, hoài nghi tế hạnh không đủ. Vì thế được pháp còn khó hơn, được thân người nhưng không có duyên với Phật pháp nên khó mà gặp được pháp chân chánh. Bằng chứng cụ thể, quý thầy đã thấy hằng biết bao nhiêu kinh sách bài bản và biết bao nhiêu thời thuyết pháp chùa nào đâu đâu cũng có, vậy mà họ chẳng bao giờ được đọc và được đến chùa nghe thuyết pháp. Số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó, được pháp còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách, được nghe thuyết giảng giáo lý của đạo Phật mà duyên không đủ để thực hành, thì số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó, được pháp còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách, được nghe thuyết giảng giáo lý của đạo Phật nhưng lạc vào đạo Phật phát triển theo hình thức triết lý học, tâm lý học, thần học, thì số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó, được pháp còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách, được nghe thuyết giảng giáo lý của đạo Phật nhưng lại đi làm thầy cúng, ma chay, cầu siêu, cầu an, thì số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó, được pháp còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách, được nghe thuyết giảng giáo lý của đạo Phật và được thực hành nhưng lại thiếu người có kinh nghiệm hướng dẫn nên đã uổng phí một đời tu hành, thì số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó, được pháp còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách, được nghe thuyết giảng giáo lý phát triển bằng những tưởng giải của các nhà học giả nên thực hành chẳng có kết quả, thì số này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó, được pháp còn hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách, được nghe thuyết giảng giáo lý của đạo Phật nhưng lại làm thầy bùa, thầy pháp, thầy coi ngài tốt xấu, thầy trừ tà yếu quỷ, trừ ma, thầy cúng sao cúng ngã,
những người đông vô số kể. Đó là cái khó, được pháp còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách, được nghe thuyết giảng giáo lý chân chính của đạo Phật, nhưng lại không có kinh nghiệm hướng dẫn, nên thực hành sai, trở thành pháp môn ngoại đạo, thì số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó, được pháp còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách và được nghe thuyết giảng giáo lý chân chính của đạo Phật, nhưng không thực hành, chỉ học lý thuyết suông để cầu được cấp bằng cao học Phật học, thì số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó, được pháp còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách và được nghe thuyết giảng giáo lý chân chính của đạo Phật và được thiền tri thức hướng dẫn, lại sanh tâm lười biếng, tu hành lơ là, không tinh tấn, thì số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó, được pháp còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách và được nghe thuyết giảng giáo lý chân chính của đạo Phật và được sự hướng dẫn của thiền tri thức, nhưng thực hành theo ý muốn của mình, thì số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó, được nghe pháp còn khó hơn. Có nhiều người được đọc kinh sách và được nghe thuyết giảng giáo lý chân chánh của Đức Phật, lại được thiện tri thức hướng dẫn, đầu tiên thì tinh tấn tu hành, sau lười biếng dần dần rồi bỏ cuộc, thì số người này cũng đông vô số kể. Đó là cái khó, được nghe pháp còn khó hơn.